Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 17 tháng 11, cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận vừa khởi tố 11 cán bộ lãnh đạo các cơ quan ở các huyện thị, thành phố có liên quan đến công ty cây xanh Công Minh. Những người này có vai trò chủ yếu là chủ đầu tư các gói thầu trong đại án cây xanh hành vi bị khởi tố là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình thực hiện khởi tố, bắt giam với 9 bị can theo khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự, gồm Trần Văn Sự, sinh năm 1972, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Tuyên Hóa. Nguyễn Hữu Kiền, sinh năm 1971, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch. Dương Thanh Hải, sinh năm 1981, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch. Phạm Công Giáp, sinh năm 1971, trưởng ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn. Trần Văn Tuyến, sinh năm 1964, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Ninh. Nguyễn Viết Sơn, sinh năm 1972, trưởng ban quản lý các công trình công cộng huyện Lệ Thủy. Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1979, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới. Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1975, trưởng bộ phận quản lý quỹ đất và bồi thường tái định cư thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới. Trương Công Nguyên, sinh năm 1982, cán bộ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Bình cũng ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự, gồm Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1976, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch. Đinh Xuân Tiến, sinh năm 1964, giám đốc ban quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa. Quảng Bình là một trong hàng chục tỉnh thành có liên quan đến đại án cây xanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra. Riêng tại Quảng Bình, vụ án này được giao cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp điều tra. Đến thời điểm này, Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cây xanh Công Minh và các tỉnh thành phố. Tuy nhiên, cơ quan điều tra của Bộ mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Về kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định công ty cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án sau khi giá hợp đồng được phê duyệt. Công ty cây xanh Công Minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của công ty cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu. Kết quả ra soát cho thấy, có khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của công ty cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương, tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng và đã được thanh toán 3.000 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng thông tin vừa đánh sập một đường dây đánh bạc liên tỉnh với quy mô 2.000 tỷ đồng từ thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Phòng An ninh mạng phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên tỉnh, thành phố, số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây đánh bạc này do nhiều đối tượng hình sự cộng cán, danh mãnh cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo, dù dây hàng chục con bạc ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh tham gia cá độ bóng đá. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo phòng an ninh mạng phối hợp với công an quận Hải Châu tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm đấu tranh bóc gỡ. Sau thời gian tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Ngày 16 tháng 11, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an thành phố Hồ Chí Minh, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ chia thành 12 tổ đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 12 đối tượng có liên quan tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 12 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Duy Khanh, 45 tuổi, Trần Thanh Long, 34 tuổi, Trần Minh Châu, 45 tuổi. Nguyễn Hữu Huy, 50 tuổi, Hồ Gia Hân, 33 tuổi, cùng chú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trần Hoài Nam, 42 tuổi và Nguyễn Văn Lạc, 49 tuổi, cùng chú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Trần Minh Sơn, 42 tuổi và Phạm Sĩ Thành, 44 tuổi, chú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Gia Phúc, 35 tuổi, chú quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và Trần Quốc Chí, 42 tuổi, chú quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cùng Trần Trọng Đức, 40 tuổi ở huyện Cẩm Phà, tỉnh Quảng Ninh. 12 đối tượng này đều là đối tượng xã hội cộng cán, có nhiều tiền án tiền sự, ngoan cố không thừa nhận. Tuy nhiên, trước tài liệu chứng cứ rõ ràng và tinh thần đấu tranh quyết liệt của cán bộ chiến sĩ phòng an ninh mạng và công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Đấu tranh bước đầu, nhóm này khai nhận khoảng tháng 5 năm 2024, Nguyễn Duy Khanh liên hệ với một người đàn ông tên Tèo chưa rõ nhân thân lai lịch để lấy một tài khoản cấp siêu tổng Supermaster và trên nhà cái trên trang cá độ bóng đá có mã V39B1 có hạn mức là 900.000 yên Nhật. Sau khi có tài khoản, Khanh móc nối với nhiều đối tượng khác, hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý, master, tổng, agent và thành viên member để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới. Từ tháng 5 năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc đánh bạc với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10.000 trang tài liệu và tăng vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vụ việc đã được phòng an ninh mạng phối hợp với công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý triệt đề các đối tượng trong đường dây này. Ngoài ra trong quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan công an cũng đã phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với đối tượng Nguyễn Duy Khanh. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An sáng ngày 17 tháng 11, lực lượng công an xã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuần tra, khảo sát địa bàn để truy bắt con cá sấu nổi trên sông Bằng Lăng. Từ đêm ngày 16 tháng 11, lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp như đặt mồi nhử, dùng ghe cào, răng lưới để dẫn dụ và bắt cá sấu, truy tìm xuyên đêm nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của nó. Trước đó, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 16 tháng 11, người dân phát hiện con cá sấu dài khoảng 1,5 mét, nặng từ 30 đến 40 kg, đang bơi trên đoạn sông Bằng Lăng, thuộc ấp Canh Đứng, xã Tân Ninh. Sau đó, người dân chi hô và tổ chức vây bắt, tuy nhiên con cá sấu nhanh chóng lặn mất nên họ buộc phải báo cáo với cơ quan chức năng. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh và cơ quan chuyên môn huyện Tân Thạnh vẫn tiếp tục tuần tra các tuyến kênh để sớm bắt được cá sấu, đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương thông báo rộng rãi khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt không để trẻ em bơi lội dưới kênh, báo tin ngay cho Ủy ban Nhân dân hoặc công an xã nếu phát hiện cá sấu. Trước đây, người dân ấp 5 xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cũng từng nhìn thấy một con cá sấu có kích cỡ tương tự nằm trên bờ kênh Bảy Thước. Sau khi bị phát hiện, con cá sấu nhanh chóng trườn xuống kênh và biến mất, gây lo lắng cho những người sống trong khu vực. Ngày 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, PC04, Công an tỉnh Tây Ninh, thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Văn Tiến, 36 tuổi và Đặng Thanh Tuấn, 44 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua công tác chính xác, Công an Tây Ninh phát hiện được dây vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Nhận thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận ma túy từ Campuchia, các đối tượng phân nhỏ lượng hàng thành từng gói từ 1 đến 5 kg, sau đó chúng thuê shipper vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương để tiêu thụ. Đặc biệt, Tiến và Tuấn còn thêm một số đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, mang theo vũ khí nóng trong suốt quá trình vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, mọi hoạt động của đường dây này đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát phòng chống ma túy. Sau quá trình theo dõi, lực lượng công an đã lên kế hoạch phá án, chấm dứt mọi hành vi phạm tội. Vào lúc 11 giờ ngày 6 tháng 11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ Công an tỉnh Tây Ninh, C04 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan được huy động, chia làm 5 tổ công tác để phá án. Tại hiện trường, Lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn khi cả hai đang bốc phát ma túy từ ô tô biển kiểm soát 70A 53449 vào số nhà 42 đường số 9, hẻm 24, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tăng vật thu giữ bao gồm 58 kg ma túy tổng hợp, một khẩu súng và 11 viên đạn. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án tạm giữ thêm 5 đối tượng khác liên quan đến đường dây này gồm Ngô Thị Kiều Xuân, Hồ Hồng Mãi, Đặng Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Loan và Trương Thị Trang. Điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 7 năm 2024, một đối tượng ở Campuchia đã sử dụng ứng dụng Telegram để trao đổi, thuê Phạm Văn Tiến và Đặng Thanh Tuấn vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa. Số lượng vận chuyển mỗi lần giao động từ 20kg đến 40kg với tiền công 800 đô la Mỹ 1kg. Ma túy được đối tượng ở Campuchia thuê người vận chuyển qua biên giới và tập kết tại khu vực thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, hàng được giao tiếp cho Tiến và Tuấn để tiếp tục đưa vào sâu nội địa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Thành công của chuyện án một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng công an tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, có phần bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội. Chiều ngày 15 tháng 11, lãnh đạo xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm tung tích chị NTH, sinh năm 1994, trú tại thôn Tranh Trừ 1, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, sau nghi vấn chị này để lại xe máy trên cầu tranh rồi nhảy xuống sông Luộc. Trước đó, vào ngày 15 tháng 11, người dân lưu thông qua cầu tranh nối thị trấn Ninh Giang, tỉnh Hải Dương với huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, nghi có người nhảy xuống sông Luộc nên lập tức thông báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm. Qua xác minh nhanh của cơ quan chức năng, người nghi nhảy cầu là chị NTH. Thông tin ban đầu được biết trước khi lên cầu tranh nhảy xuống sông Luộc, chị Hát dùng một vật sắc nhọn tác động vào cổ ông nội mình sau đó chị hát đi xe lên đoạn giữa cầu tranh rồi để đôi dép cùng phương tiện lại bất ngờ nhảy xuống sông người dân địa phương cho biết nhiều năm trước chị hát có biểu hiện tâm thần không bình thường và chưa xây dựng gia đình trước đây có lần chị hát có ý định nhảy cầu tranh nhưng may mắn được người dân cứu